Rồi ok, xin chào các bác. Thì dạo gần đây ấy, LG nhà mình có rất nhiều những con máy mà bị mất số series, mất số IMEI ấy. Thì như em thấy thì là những con mà bị mất số IMEI series ấy, thì đa số là những cái dòng mới mới gần đây này. Ví dụ như con LG V50S này, rồi G8X và đặc biệt ấy, là cái con LG Velvet và V60 ấy. Em thấy có rất nhiều người đang bán những cái con Velvet và V60 bị mất số series ấy, với cái giá khá là rẻ và anh em thì cứ thấy rẻ là cứ cứ nheo nheo vào thôi. Thì số IMEI thì như em tra Google đấy thì nó bảo đây là cái mã số để nhận dạng thiết bị di động quốc tế. Cái số này có 15 số. Thì bác hiểu đơn giản, đây nó như thể là cái số chứng minh thư nhân dân của các bác ấy. Thì cái số này nó sẽ cho các bác biết được là tên tên của mình này, rồi tuổi của mình này, ngày sinh này và quê quán của mình. Đấy, các bác hiểu đơn giản như thế cũng được. Còn cái số series ấy, đây như trang Google ấy, nó nói là đây là một cái mã để nhận biết một tổ chức hàng hóa riêng lẻ. Thì chắc các bác cũng khá là mông lung, em cũng chưa hiểu cái từ định nghĩa đấy cho lắm. Thì em hiểu đơn giản đấy là cái số series ấy, thì nó cho các bác biết được là những cái anh em của mình là ai, kiểu như là một cái lô hàng đấy, một cái thời điểm đấy nó sản xuất được những cái con máy như này này. Đấy, bác hai hiểu đơn giản như thế cũng được. Thì như em cũng được biết ý, là những con máy mà bị mất số IMEI thì cũng có thể là do quá trình up ROM hoặc là quá trình gọc vạch gì đấy làm mất cái số IMEI đấy. Tuy nhiên thì có những con máy bị mất số IMEI bằng không hoặc là số IMEI nó hiện là null ý, thì những con máy đấy vẫn có thể là nhận SIM bình thường và nghe gọi bình thường, có sóng bình thường, bình thường nhé. Còn những cái máy mà bị mất số series ấy, thì như em biết được đấy, thì đa số những con máy đấy đều là cái hàng mà kiểu hàng trôi nổi, hàng không rõ nguồn gốc, hay hay nói cách khác là cái hàng mà gần như cái hàng mà ăn cắp ấy, cái hàng mà được tuồn từ nhà máy ra ấy, bằng cái này bằng cái kia được tuồn từ nhà máy ra ấy, thì cái hàng đó là cái hàng mà không rõ nguồn gốc. Thì việc máy mà bị mất hai cái số IMEI và series thì liệu có OTA được hay không? Thì cái OTA ấy, nó là một cái dạng cập nhật phần mềm trực tiếp trên điện thoại mà không cần phải dùng đến máy tính hay bất kỳ một cái phương thức nào khác cả, có nghĩa là cập nhật trực tiếp từ điện thoại của mình lên luôn. Thì nếu như máy mà bị mất IMEI hoặc series thì vẫn có thể là cập nhật OTA bình thường nhé. Đấy, có những máy có đầy đủ IMEI, có đầy đủ series vẫn có thể là không cập nhật OTA được, và có những máy mà mất số này mất số kia hoặc là mất cả hai vẫn có thể cập nhật OTA được. Thì cái việc mà để cái điều kiện để mà cập nhật được OTA ấy, nó là một cái khái niệm khá là một còn khá là mơ hồ luôn. Thì một con máy để các bác biết được nó có được cập nhật OTA hay không ấy, thì nó phụ thuộc vào rất nhiều vấn đề. Như bác Phan Văn Tâm ở trong nhóm mình thì bác cũng có nói là đủ IMEI và serial ấy, chưa chắc đã OTA được, và những con máy không có series có khi lại OTA được. Và vấn đề OTA ấy, nó còn do quốc gia, do vùng, rồi IMEI rồi các thứ. Nói chung là một cái khái niệm khá là mơ hồ và rất nhiều người có thể là không thể hiểu được. Ngay cả em cũng 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 rất mơ hồ về vấn đề mà cái máy nào có thể OTA được. Chứ còn bây giờ là rất nhiều người bán cái máy và cũng có quảng cáo là máy OTA được bình thường, nhưng mà nó bao lâu và nó ở thời điểm nào thì chắc chắn cái thời điểm đấy không ai có thể nói được, và cũng thậm chí là những người dùng máy cũng không biết được đến bao giờ thì nó mới được OTA. Thì cái việc đấy nó quá là xa vời. Thì các bác muốn biết được máy mình có OTA hay không ấy, thì các bác hạ cái Android xuống và các bác vào cái phần cập nhật tự động ấy, vào phần cập nhật phần mềm ấy, các bác check ở đấy xem là nó có OTA hay không. Đấy thì các bác mới biết chính xác được thôi. Rồi thì khi các bác vào cái phần giới thiệu điện thoại này thì các bác sẽ biết được là cái số IMEI và cái số CD của các bác như thế nào. Thế đây là số IMEI này. Đấy, và đây là cái số CD này. Đấy, các bác có thể thấy này. Thì có một cái trang web ấy, nó sẽ từ cái số IMEI ấy, nó sẽ tra cho các bác là cái số CD có tương ứng hay không. Thì đây là cái số IMEI nhé. Em sẽ dùng cái trang web đấy để em tra xem thế nào nhé. Đây, các bác nhớ số IMEI này. Đấy, số IMEI của em này. Đấy, có đuôi là 43196 nhé. Thì đây em đã tra rồi đây, thì các bác dùng cái trang web này này,
các bác này gần gần lại cho các bác xem. Đây, đây là cái trang web lgbbs.com nhé. Thì các bác vào trang này và các bác nhấn vào cái tab số 3 này, 1 này, 2 này, 3 này. Các bác nhấn vào cái tab có chữ LG này này, thì các bác nó sẽ đưa ra cho các bác cái bảng này. Các bác nhập số CD của các bác vào đây. Đấy, và các bác nhấn vào cái nút màu cam này thì nó sẽ cho các bác một cái giải thông tin như này. Thì trong này sẽ có số email này, số CD này. Đấy, thì các bác tra xem là cái số CD này nó có tương ứng với cái số email này không. Thì vừa rồi em nhập số email đúng không? Thì giờ các bác sẽ xem được là cái số CD nó có đúng hay không. Đây, em sẽ cho các bác xem lại cái số CD của nó của em đây. Đúng rồi. Đây, các bác có thể thấy được là cái số CD này nó có đuôi là bao nhiêu này. Nó có đuôi là 68019 các bạn. Không biết các bác có nhìn rõ không? À, tại vì cái và ánh điện này nó hơi tối. Thì đây, các bác có thể thấy là số CD đuôi là 68019 này. Có nghĩa là cái máy này, nó cái số email này nó tương ứng với cái số CD ở đây nhé. Thì có nghĩa là cái máy này nó là cái máy xịn. Đấy, cái máy email và CD xịn. Đấy, ngoài ra nó còn cái số cái dòng CSN này nữa ấy, nó cũng có giá trị đấy. Nhưng mà các bác cứ tra Google đi, các bác sẽ biết được cái giá trị của nó như thế nào. Thì nếu như các bác dùng cái web này, các bác tra được cái số email và cái số CD nó tương ứng nhau ấy, thì là máy của bác là ngon. Nhưng mà em nghĩ là cái việc tra cái này ấy, nó cũng chỉ là để tham khảo thôi. Chứ còn nếu như mà ai đã có trình độ viết được email rồi ấy, thì chắc chắn người ta cũng có thể là biết được cái trang web này để người ta vào và viết đúng cái số email trùng tương ứng với cái số series. Thì nó cũng sẽ là một cái bài toán quá khó khăn để các bác lựa chọn được các bác phân biệt được cái máy của các bác là email series xịn hay là không. Và những máy mà bị mất số email, mất số CD ấy, thì liệu có ảnh hưởng gì không, có đáng mua hay không ấy? Tại vì giá nó rất là rẻ mà. Thì như em thấy ấy, là nếu như bác nào mà sử dụng một cách bình thường, chỉ nghe gọi rồi Facebook, Zalo, 3G, 4G không ấy, thì các bác hoàn toàn có thể mua nhé, các bác sử dụng bình thường luôn. Nhưng bác nào ấy mà có nhu cầu về vọc vạch, về uprom rồi KDZ này nọ ấy, thì các bác nên tìm hiểu cẩn thận nhé. Tại vì như em thấy là có rất nhiều người bán ấy bảo là máy này có thể KDZ thoải mái, bọc vạch thoải mái, không vấn đề gì đâu. Nhưng mà theo em tìm hiểu được ấy, thì là cái tỷ lệ mà có lỗi vẫn có nhé. Có nghĩa là khi các bác KDZ ấy, các bác chọn cái dòng hình như là dòng Particle DL gì đấy, cái dòng mà xóa hết toàn bộ dữ liệu ấy, thì cái việc mà rủi ro lỗi là có thể xảy ra nhé. Ví dụ như các bác có thể bị khóa SIM, bị mất 3G, 4G chẳng hạn. Đấy, thì em thấy là cũng có người bị rồi đấy. Thì hy vọng các bác tìm hiểu cho kỹ. Và vấn đề nữa ấy, là những cái máy mà có đầy đủ số email, số series ấy, thì cũng chưa chắc hai cái số đấy nó là cái số chuẩn theo máy và số zin ấy. Tại vì bây giờ những cái bác ấy mà có thể viết được số email, số series, thì em nghĩ là các bác cũng có đủ trình độ để mà viết được cái số email và cái số series nó tương ứng nhau, như kiểu là mình tra ở trên cái web này chẳng hạn. Cho nên là việc tìm được cái máy mà có số series hoặc số email đầy đủ và chuẩn chính xác ấy, em nghĩ là trong thời điểm này cũng khá là khó khăn, và chắc các bác vẫn phải lựa chọn một cái thương gia nào đó mà có uy tín lâu năm thôi. Và cái vấn đề OTA nữa ấy, các bác muốn biết được cái máy của mình có OTA được hay không ấy, thì các bác phải KDZ cái máy của các bác về cái bản Android cũ hơn, và sau đó các bác vào phần cài đặt. Trong phần cài đặt có cái phần cập nhật phần mềm ấy, thì các bác vào đấy các bác check xem là cái máy mình có cái bản OTA mới hay không. Đấy, thì các bác mới biết được cái máy mình có OTA hay không thôi. Chứ bây giờ nghe người bán hoặc nghe người này người nọ cũng khá là mông lung đấy, khá là khó biết đấy. Thì hy vọng với chút kinh nghiệm của em ấy, thì các bác có thể hiểu thêm về LG đang như thế nào. Vì em thấy thời điểm gần đây LG mình khá là loạn về giá cả, rồi nhất là về hàng mất email trôi nổi không rõ nguồn gốc ấy. Thì hy vọng là các bác có cái sự lựa chọn đúng đắn và thông minh nhé. Rồi, ok, chào các bác.